mình coi cái mid chết của team Secret trước đi ha. Mình coi dần dần. Team Secret thì anh em biết là cái mid chết của họ khá là kỹ. Khi mà coi cái mid chết của team Secret thì anh em thấy là sẽ khá là kỹ, sẽ có rất là nhiều thông tin của huấn luyện viên luôn, kể cả từ giai đoạn cấm và chọn. Thì không biết là cái mid chết này sẽ là như thế nào. Nader sai đánh cháy ha. Ừ, Nader sai đánh ghê. Ok, mở được thì mở thôi. Rồi mid chết 20 phút. Mid chết 20 phút là biết là dài rồi đó, biết là cháy rồi đó. Ok, để mình coi ha. Mình đi dần dần những cái nội dung ha anh em ha. Có nội dung gì anh em muốn, nội dung gì thì anh em mình cùng coi với nhau luôn. Hơi lớn. Secret là đang 4 thắng rồi ha. Chảy ha, đang chảy phố ha. Mấy cái nhạc này, mấy cái con beat này dạo gần đây là đang hay nghe ở những cái bài luôn nè. Bài rap mà beat nè. Pop pop pop. Pop pop pop. Đó. Beat chích của bên phía Secret lúc nào cũng sẽ có khúc đầu như thế này. Ban cấm mà chọn, ủa lộn, show cấm mà chọn luôn. Đỉnh. Quá đỉnh. Lấy camera trước đi. Su Hào đóng góp rất là nhiều trong cấm và chọn luôn nha, kiểu dạng là vừa nói tướng mình có thể bích mà vừa nói chung là xác định được cái phương hướng banh bích cho team luôn á. Su Hào là đang đóng cho vai trò mà support mà xong hỗ trợ dành cho Achi nữa. Ok, được quá trời. Với lại mùa này Su Hào nó đánh mấy con support búp á khá là tốt ha. Reta Clash với lại Kama đồ các thứ Su Hào đánh ok. Còn mấy con mở thì hên xui. Mấy con mở của Su Hào thì hên xui. Không đánh Valibe hay là con đánh chết vậy được, vậy được, vậy được. Lấy cái kill luôn đi. Team nó vậy mà mình không đi công cũng ngon. Nghe nói nè còn Grenade nữa nha. Tại cái lượt này á, nếu mà bích con Kama xong bích rừng á, nếu mà ưu tiên cướp rừng của phía đối phương á, Ezreal bích lượt sau thì ok anh em. Cá nhân tôi thấy vậy ok hơn. Tại vì như vậy mình sẽ được quyền mình bích con rừng trước, con rừng mình được quyền chọn dành cho bên win. Còn con xạ thủ thì con Renata Clash thì nó không có đi cặp cùng với con Ezreal. Đó. Còn nếu như mà đối phương mà cướp con Ezreal của mình á thì mình có thể mình khắc chế kèo chất tướng xạ thủ được, cũng được luôn. Lowen nha, Lowen là ban Grenade nha. Không có ai có gì đâu sợ. Ok. Nè nghe nè. Bắt đầu cứ ra trước thôi, không cần giúp. Em này à. Hello, coi chết luôn, phải ăn luôn rồi vô phá nó, hiểu không? Còn không thì cứ ra đây. Anh Hảo phải lên quét kiếm cho em nha. Nó không có ăn sớm được như Hảo nhưng mà phải để mắt. Tờ đi con để suy nghĩ lại. Xem là kỹ năng đi đường của team Secret trong ván thi đấu đầu tiên. Ừ. Hero là cần quét bắt khúc đầu để chiếm được cái bụi để có cái thế đẩy, bởi vì Hero là đang lấy cái thiêu đốt. Lấy thiêu đốt là muốn win lane, là gây áp đảo ở lane luôn. Đó, còn Volibear thì chắc là ăn tùng gùa xanh để gia tăng thêm cái scape ở đường trên. Volibear thì ăn một mình, tốc độ ăn thì cũng hơi chậm chút. Cặp đường dưới thì được ưu tiên ra đường trước, bụi cho phép được ưu tiên ra đường trước để lấy cái thế đẩy đúng chất tướng nha, phù hợp, đánh đúng chất tướng. Kỹ năng đi đường của team Secret trong ván thi đấu đầu tiên đó có thực sự tốt với chất tướng họ đang sở hữu trước các thành viên phía của Spray Squad hay không? Quy lát giết AD được á Khoa. Anh Linh không xem giải Liên minh các nước châu Âu nhỉ? Ít lười tại vì không có đủ thời gian. Lôi. Tại vì bây giờ là tôi đang ưu tiên xem LCK, EBL với lại VZ mình.
không có nhiều lắm thời gian để xem luôn cả những cái giải châu Âu. Có thời gian rảnh thì đó, thời gian rảnh thì tôi lướt lướt Facebook nói chuyện với mấy bạn nữ để tìm kiếm người yêu, nó hiệu quả và nó mang lại cái yếu tố thiết thực dành cho tôi ở thời điểm này hơn, anh em thông cảm. Khi nào bước vô playoff thì tôi sẽ coi những cái giải châu Âu để tôi coi coi đội tuyển nào mạnh ở bên châu Âu. Bỏ luôn hả? Bỏ luôn hả? Bỏ luôn hả? Ê, giết sập luôn nè, giết sập luôn nè. Không lát được. Hai anh em. Kiếm thêm bé hỏi còn. Hai. Có dòng anh nha, các em về đây ta dòng. Anh thấy nay Weibo ai đánh hay nhất được sai. Để lấy thêm mất cho. Để lấy thêm mất cho anh em. Cứ giữ thôi nha. Lấy thêm mất luôn. Ok, quá đỉnh. Nó mất máu á, nó ăn nó mất máu á. Để giữ thôi. Tập trung em, tập trung. Nó mở. Hay. À thì phát triển. Adri mất rồi với keo kìa. Đánh quay lại đánh ai coi. Keo. Đánh bên kia, đánh bên trong. Cầm lá keo phải đánh lên được. Đánh lên được. Ui. Hay quá. Artifact chụp và pha đó lấy được cái R của keo đồ các thứ nữa. Mít. Ê mà giữ được rồng luôn kìa, pha này giữ được rồng luôn kìa, hay quá nha. Lấy được hết luôn lợi thế luôn rồi. Vừa có thêm mít mà vừa lấy được rồng, cũng ánh sáng thắng luôn. Anh R quay nè. Hay quá. Nice show. Rồi, rồng nhìn rồng. Hay quá. Nice show. Rồi, rồng nhìn rồng. Anh câu giờ được, anh câu giờ được. Đánh đồ. Để kìa. Còn keo nha. Thôi, em đánh. Chết rồi, keo hết rồi. Không lát. Vũ công kìa. Thấy lùi. Không, keo hết rồi, không sao đâu, không sao được. Rồi. GTP nha, GTP nha. Từ. Sắp down này. Đam đây, đợi Hero ra. Kéo ra đi. Hero cứ đứng lên càng từ từ nha. Ê, AD kìa, AD kìa. Ê, AD kìa. AD không lát, AD không lát. AD cũng ngu, AD không cung nữa. Còn kết AD đấy kìa. Đánh luôn nhìn từ từ đó. Ủa, anh em à. Nha. Sao anh em? Sao vô làm lại để coi vô a chi sấy rồi. Đây tới cái khúc a chi sấy. Lúc nào cũng vậy á, mít chết của xác định lúc nào cũng vậy á, sẽ có cái khúc a chi sấy. Mít nó bắn xong mà nó TP ra sao giả sử nó chạy vô vậy sao mà mít nó bắn nó TP ra chứ nó có đồ nó có máu mana sao quấn nó mỗi này. Giờ hai anh em bắt đi em TP lên tới chạy vô. Ờ thì em mới kêu là phải nhìn quay mít trước mà. Phải nhìn quay mít trước. Tại vì nó cũng đâu dám chạm vào lô đâu thằng Khoa, chứ cần đứng nhìn quay mít thì con vô công sẽ đứng cover mà. Thì mình đứng nhìn quay mít là nó hang xong lô, anh không hiểu. Không, nó sợ tay em đi. Cái pha này nè, chỉ cần đi vô nhìn thôi, thằng Khoa nó kéo lô ra là nó ăn xong rồi, không cần tụi bay vô đánh nhau luôn. Nè, pha này đó, em bắt về trước nó nè, Còn nếu mà em xác định em đi vô luôn. Xác định không đánh nhau thì phải nói. Càng đấy, anh thấy mấy trận thua là do trẻ hay do sợ Buffalo dở, có cả hai yếu tố. Ví dụ cái pha mà Macro mất hai trụ ở khu vực trận giữa của phía Buffalo là cái pha rất là dở. Pha tự nhiên bị mất thế, tự đặt bản thân của mình vào thế khó luôn á. Thì đó là một cái tình huống mà nó vẫn thể hiện được một cái sự non trẻ hay là một cái sự vội vàng của phía Buffalo. Xin giao cao tơn chuột. Ok, hợp lý luôn Su Hào. Là đón luôn, đón đầu luôn con chuột. Bán nguyệt thương cao tơn chuột. Ok. Mạnh đầu game nữa. Lulu kết hợp với xin giao nữa vô cái combo ok nữa. Hợp lý. Bích quá hợp lý. Anh Bích trao đổi giữa huấn luyện viên và tuyển thủ. Đưa ra thông điệp quá hợp lý. Trời. Cấm Galio. Nó sẽ chơi Gana hoặc là con dắt thôi. Hoặc là cái gì đó. Nhưng mà chỉ Gana phần trăm Gana cao không? Nó không đánh Gana. Ừ, tao phải còn lăng. Gần lăng hả? Keo quầy à? Nè, cái game này. Mấy đứa thấy nó có tình hình không? Mấy đứa thấy nó có tình hình không? Không có mở luôn. Mình quýnh 2-2-3-3 gì mà okay, đánh là mục tiêu mình đánh mạnh hơn nó nhiều luôn á. 2-2-3-3 gì được mạnh hơn nó, Hero cứ mạnh dạng mở luôn. Ok.
hiểu không? Ok, vậy cái này phải là ba cũng mạnh dạng luôn, nó không có gây đam em được, tôi hình nó không có gây đam. Anh hai con trước đi, anh ác, ác phân tích khắc chế đội hình ác. Ok, đồng ý. Không, nếu mà như vậy bởi vì không có mở một đội hình mà không có mở thì kiểu dạng là con Victor của Yado phải lên theo cái kiểu là con Victor của mấy hôm nay của tôi, là con Victor trượng pha lê ra lai để gia tăng thêm cái khả năng thả diều, và nó trở thành con Victor dạng tuyến đầu luôn, đứng lên dạng tuyến đầu luôn. Nó sẽ có đột biến silo với lại cái đột biến tàn hình của con chuột nữa, chơi luôn phải lên theo kiểu của tôi. Ở trong ván này thì con Victor này mới ngon. Thôi gì đẩy đi, đẩy rồi, ok anh thấy anh cảm giác không dưới đây á. Ok không biết anh lại đâu. Từ nó lên rồi, đứng cấp nó đánh nè. Ê, biết không? Hay quá, Xuân Hào. Wow, hắt vô cái não ác quá. Làm biết anh ở lại được. Xuân Hào hắt vô cái não ác quá. Nó học quê rồi. Mấy cái pha này là mấy cái pha mà kiểu dạng đánh lừa đối phương á anh em. Hay game bây giờ game chủ yếu là đánh lừa đối phương không à. Tại vì hầu hết là những cái team bây giờ tụi nó biết những cái thứ căn bản hết rồi. Nên bây giờ hơn thua là đánh lừa nhau. Ui, liên hoàn tâm kích đâm cái đúp ác thiệt. Xem clip của SE chưa? SE clip ngày hôm qua mà, hôm qua coi rồi. Cứ đánh chủ thôi, nghe nè. Cứ ba đánh luôn. Đánh chủ đi, nó vô anh đúp, lẹ lẹ có thể mít nó xuống ho, chưa thấy nó đi qua mắt nha. Lùi. Hào Côn Combat thầy. Mít hồng lát. Anh lẹ chuột ra. Không, kịp á, giết nó đi. Chạy ra con. Bỏ lại. Mít lát nha. Điều khiển giao tranh tốt Hào. Đánh lại được, tụi nó hết mana hết rồi. Hay. Ê, vô luôn. Ê, giết hết. Ba con luôn á. Hai anh em ơi. Ba con trước đi. Hai. Xem clip mới của SE đi. Clip mới của SE là clip thầy Liêu ngày hôm qua đúng không? Coi rồi, hôm qua coi rồi. Kèo mất láo. Mít chung lại quay nè anh em. À mới ra clip mới nữa hả? Ok, để xong clip này coi clip đó luôn. Này phải phụ thuộc vào con chuột nhiều lắm anh em ơi. Con chuột nó phải tàn hình nó bắn. Okay, nhưng mà tôi nghĩ là con Victor ván này mà lên theo đồ theo kiểu của tôi á là ngon lắm. Không, cái đó thiệt đó. Tại vì bên kia là đội hình toàn mấy con tướng mà kiểu dạng sải tay nó cũng tốt, thả diều cũng tốt nữa. Thì khi đó mình cần phải có khả năng làm chậm anh em. Trượng pha lê ra lai là món trang bị rất là cần thiết. Cái này không phải là tôi nói giỡn với anh em đâu, mà có một ván đấu hình như là của tụi Team One á thì nó cũng pick một đội hình không có mở và nó cũng phải bổ sung bằng rất là nhiều. Ví dụ đội hình đó hình như là cái hôm mà nó đánh Ezreal thì phải, cái hôm mà Gumayushi đánh Ezreal á, hôm đó trận gặp ai nè nhá, hôm mà Gumayushi đánh Ezreal thắng ván 1 á thì đó cái đội hình mà cũng kiểu dạng là không có mở. Rồi xong rồi phải lên khá là nhiều trượng để mà có cái tính chất đa dụng á. Đi sau trượng tàng hình đó. Tôi bay luôn nè anh em. Cái ván đó hình như Faker chơi con Seraphine thì phải. Anh lên được á. Seraphim của Faker. Xong rồi Faker lên cái trượng pha lê roi lai móng 3. Nó gia tăng thêm cái tính kiểu dạng là đánh hồi mã thương á. Đối phương đánh mình cái xong rồi mình có thể mình phản công ngược trở lại. Mình đánh nhấp nhã, nó gia tăng thêm khả năng nhấp nhã tốt lắm nè. Nó khắc phục cái điểm yếu là đội hình thiếu mở. Khắc phục phần nào thôi à, chứ không phải là khắc phục hết nha. Có thể ăn luôn nha. Không. Đam luôn cũng được. Đam luôn đi, nó ra kìa. Con chuột nhìn con chuột lại chuột hơn kìa. Lên chạy lên. Xin giao focus chuột cũng hay nha. Hai ba lần rồi. Hello.
Rồi kệ nó đi, kệ đi. Game 3. Thấy này em ơi. Đây sờ game 3 tụi tôi game 3 nha. Qua đây hết anh chị mới thấy nè. Nè, nó có nhiều cách để em đánh hay hơn luôn. Đâu. Như điển hình nè, cái pha này nè. À, mùi ác quá. Huấn luyện viên ác quá, chị ác quá. Em quýnh không lại nó rồi đúng không? Em bỏ lên em chạy ra mít luôn. Em bỏ một quay em mở được là ngon lắm á. Nè, như cái pha này nè. Cái pha mà mình lấy 2 trụ mít nè. Thay vì em cứ biết là không biết có thằng rừng nó sau lưng hay không đúng không? Cái pha này nè. Được thế em đi không nổi nữa rồi. Em bỏ em chạy ra mít luôn. Em thật nè, em chụp nó em giết luôn. Nó sẽ hay hơn là em đứng này em chờ chết. Kiểu em đứng như vậy em bị chịu đựng hay không? Em quýnh nó không được. Em không biết nó cam biết em cũng không biết nó là cam em nữa. Bây giờ á, nó nè, bây giờ em đi đi. Đó nè, mấy pha này nè, em chạy ra mít luôn nè, em áp lực nè. Giờ nó có đi theo em không? Thấy đứng lấy trụ. Đứng lấy trụ rồi mình đang hay trụ mít. Trụ 3 luôn. Được chưa? Nhớ mấy cái pha này. Phải nhớ mấy pha này, mốt ra quốc tế còn biết đánh. Phải nhớ mấy pha này. Mấy cái pha mà đánh nhau quá em hơn thua nó không nói. Tại vì em kiểu em hờn em hơn thua nó nhưng mà mấy cái pha này thường á là nó sẽ là mấy cái pha mà kiểu dạng mình nó dồn tài nguyên á, ví dụ như anh em hình dung được cái mà mụi vừa mới nói không? Là ví dụ trong trường hợp này là Hero nó đã thua lane và nó bị áp lực đến từ rừng của phía đối phương. Thì lúc đó thì nó có thể là nó bỏ lên đó luôn để mà nó di chuyển ra cái cánh khác để nó áp lực về mặt nhân sự lại, thì nó sẽ đẩy cái thế trận về cái thế là hai bên chia cái phần đất để có thể chiếm lĩnh. Cái một bên thì có thể là lấy, ví dụ trong trường hợp này đi, CBS nó lấy được trụ đường trên thì bên phía Secret áp lực ra trụ đường giữa vẫn ngon, vẫn ok, và mình có cái đột biến nữa và bản thân của Hero nó cũng sẽ đóng góp được cho team nữa. Hãy nhớ lấy cái thế này mà quýnh cẩn thận lại, bây giờ team nó đang gánh em rồi thì ba em đánh cẩn thận lại là được. Nhưng mà mấy cái thế này thật ra mấy thế mà không biết còn sao mấy cái biến số ở trong game căn bản là căn bản là tôi nghĩ ấy da team xác định ác vậy, vừa có thuyết minh mà vừa có minh họa nữa. Ai chỉ xong rồi có đội cắt cái clip xong rồi để hình con mắt ở đây nữa, trời ơi nó rõ ràng nó cụ thể. Trả dây Buffalo qua làm cái mic chết đó tôi làm không được. Mic chết đó tôi vô cái Vimeo xong rồi tôi cắt cái file âm thanh ra xong rồi tôi gán vô cái diễn biến của clip trên VTV. Trời ơi. Không, mấy tình huống bình thường mà anh em, mấy tình huống này đâu phải là cái gì mà chiến thuật đâu. Mấy cái file này mấy cái file giao tranh đó thì mũi đang kiểu dạng chỉ bây giờ em TB ngay chỗ này là em áp lực được tụi nó nè, em khép góc được tụi nó luôn nè, em sẽ tạo ra cái sức ép mà team mình đang chuẩn bị sồ lên nè, đó tụi nó phải hoảng sợ chứ không phải là cái đội hình của mình không phải là đội hình hoảng sợ, đội hình của tụi nó mới hoảng sợ đó, ý của anh là chi là nhấp nhử này tụi nó phải chạy đúng không? Đúng. TB ở đây là tụi nó có cái hướng chạy rồi, nó đánh em được đây rồi anh giết em đúng không? Em TB ở đây là cho nó cái hướng chạy rồi đó. Em TB ở đây là mình kẹp thịt nè. Đúng rồi. Không, châu con cái gì trời, châu con cái gì, Secret họ làm kỹ quá, Buffalo làm không có kỹ, Buffalo làm, mùa này Buffalo làm không kỹ. Vậy lấy Senna đi. Ơi được thì mình đánh 4 năm mình đánh Yasuo với gì không? Dina không? Nó này cái gì? Vũ Công hả Khoa? Vũ Công tự tin không? Dạ. Lấy Vũ Công đi. Tại vì sao anh em? Tại vì đánh con Daina với lại Yasuo thì nó áp lực được con Azir. Áp lực được con Azir, nó giống như cặp Rakdos với lại Yasuo á, áp lực được mid khá là nhiều. Với lại nó hợp với lại Senna Tahm-Kên nữa. Ok, Senna Tahm-Kên khỏe, đội hình băng bổ vô có Senna Tahm-Kên hỗ trợ kiểu là như vậy. Thì anh em thấy Senna Tahm-Kên xuất hiện thì nó sẽ phù hợp với mấy cái con mà lủi lủi cái đầu vô combat đó anh em. Không pha. Nó muốn năm giải nha. Anh lao sống chắc luôn á, lao sống đi nãy giờ xua đi. Năm nay team nào cũng tập trung mảng truyền thông nhộn nhịp anh hẳn. Ừ, team Flash anh em. Team Flash nó đánh bê á. Và bây giờ nó cũng chạy bài truyền thông của VZ. Đây Na tí còn đổi cho Neo được không?
Nhưng mà cái layout của Team Flash ok nha. Layout của Team Flash mùa này đánh B là hơi căng đó. Tôi đang thấy là VCSB ở mùa giải năm nay là cũng nhộn nhịp không kém đó. Rất là nhiều những cái đội tuyển chất lượng đó. Yasuo hay Yone? Yasuo đi. Hero em hay có mặt điểm nóng đó nha, em có kiểu ra chậm chậm, em lo anh mở gì team mình vô được nè. SD thì đứng từ xa bắn cái đời thôi. Anh Linh nghĩ VCS có team nào cản được sức mạnh của SE không anh? Nhưng mà thật ra nói thiệt là như vậy, nói thiệt là như thế này. Nếu như anh em nào để ý á, là mặc dù bây giờ đang bất bại của bên phía team Secret với lại bên phía của SE, nhưng đa phần hai team này đều đang thắng với tỷ số là 2-1. Thắng 2-1 là một cái chiến thắng nó bấp bênh. Nó không phải là một cái chiến thắng dominate. Nó không phải là một cái chiến thắng hủy diệt. Mà nó là một cái chiến thắng mà có thể thấy như là đánh phải rất là kéo dài. Một phần là do team mình hay. Một phần là mình không thể nào phủ nhận được cái một cái sự may mắn của team mình nữa. Ví dụ may mắn ở đây là gì? May mắn là ngày hôm đó tuyển thủ mình phong độ cao quá, phối hợp với nhau tốt quá. Đó thì đó có thể gọi là một trong những cái phần may mắn. Thứ hai nữa may mắn ở đây là gì? Ngày hôm đó đối thủ tự nhiên là đánh yếu quá. Ví dụ như mấy cái pha mà macro của phía Buffalo ở trong cái ván vừa rồi á, mất hai trụ đường giữa. Là mấy cái pha đó, mấy cái pha mà không nên có của phía Buffalo đó, kiểu kiểu là như vậy. Thì đó, nó vẫn là một cái gì đó, nó không có phải là vượt trội thật sự đâu nè. Vẫn có khả năng bị hạ gục đó. Vẫn có khả năng bị hạ gục đó. Mình thắng 4-0 nhưng mà mình phải giữ cho cái bộ não mình tỉnh táo. Cái câu nói của tôi là cái gì? Câu nói của tôi thường hay mà bình luận là cái gì? Một cái đầu lạnh, một trái tim nóng và một đôi tay thanh thoát. Đó là đội hình mình cần 6 nè. Đội hình mình cần 6 nha. Đội hình nó cũng cần 6. Mình cứ ai 6 trước là thắng đó. Trận đấu quyết định này giữa Cerberus và Team Secret, liệu mạch bất bại của Secret có được tay linh rung hả? Trời ơi, tay rung có lợi đó anh em. Ta bắt đầu ván đấu ngay bây giờ. Tay rung nhiều khi có lợi, giờ anh em không biết thôi chứ. Ai ai ngoài đó nha. Ai đâu có smile. Ai về, ai về. Ai ơi. Đang ăn cóc em. Nó có blue em ơi. Blue đi mà nhìn được cái. Đã anh vô nè, anh vô nè. Không, em qua trong vào luôn đấy anh em ơi. Chơi luôn nha, tôi chơi luôn nha. Có đấp, có đấp không trong. Hay. Hero mùa này đánh ok quá ha. Tính ra mùa này Hero phong độ cao á, đánh ok á, đánh mid play, đánh kỹ năng rồi các thứ cũng tốt á. Toàn đánh những cái kèo kỹ năng á. Chạy trước, anh đang lên, anh đang lên. Ok. Anh lâu chụp lên, đợi. Nó lâu lắm, anh còn lâu mới lên. Em rờ nè, em rờ luôn nè. Ok. Mà có nữa Hero kìa. Nó phá rồi. Coi chừng ra canh đi nha, coi chừng ra canh đi ngoài đó nha. Bắn luôn á. Chưa có nổ đâu. Hào hào dẫn đóng góp thông tin tốt quá ha. Để lấy máu nó chứ. Chú Linh dạo gần đây chim tàn đơ ti thoát, không có đơ ti. Những lời xuất phát từ trái tim luôn. Không đơ ti đâu. Mở. Hay. À pha này không biết boss sao đứng giả nguyên tim. Quay. Mở được kêu anh. Mở. Đứng hở sườn cặp boss ổ lộn mid chưa ra nữa. Cho hero ra mid được không em? Không em mở luôn này, Hình như nó chưa rờ đâu, anh quyết nha, nó chưa rờ đâu. Hai. Chơi luôn. Anh lên nè, thiếu ra chạy luôn nè. Đánh đi, cứ đánh đi. Chơi rồi. Anh ra nè, pha anh ra nè. Đứng hàng trụ là mình đánh win rồi, nó yếu lắm. Thế đẹp vậy, anh cũng được. Thôi nhìn em cả anh em đồng hồ, còn đồng hồ đấy anh em. Em có đồng hồ, em có đồng hồ. Rờ, căng không rờ, hai. Hay. À, pha phản công rồi, hay á. Có chơi đừng để chết rồi. Sao chết được không? Ăn luôn đi nha, ăn luôn đi. Em li mất cho. Rồi. Nó lát. Ok, bỏ đây. Rồi, nó mất rồi. Ăn luôn đi. Đây, trả đây, anh xuống giữ gồng luôn. Thả luôn. Ơi, cái pha này di chuyển hơi bị đồng nhịp nha. Cái pha mà vừa tấn công ở đường trên, Hero nó xác định là nó bỏ luôn cái quay ở đường dưới, nó chạy ra, nó đép cái quay ở đường giữa. Để mà có áp lực về mặt nhân sự tranh chấp con sứ giả. Với lại Su Hào nó đánh xong pha này nó di chuyển, nó côn, nó di chuyển xuống phía dưới để cắm mắt, nó kiểm soát rồng luôn. Ăn luôn đi. Pha này côn mượt có ha. Pha này côn mượt đấy. Bỏ đây. Rồi, nó có rồi. Ăn luôn đi. Đây, anh xuống giữ rồng luôn. Thả luôn. Rồi nào hết nổ anh em, rồi nào hết nổ rồi. Rồi, được thì cứ mở nha. Hai chỗ anh không hết. Ok. Sao? Hai chỗ được. Được anh em. Em đang chuẩn bị chỗ bánh nha.
anh có nuốt, anh có nuốt, anh có nuốt. Boss hết rồi, nà khổng lồ rồi. Còn nuốt, anh còn nuốt nè. Ôi, cái dịp đánh tốt quá. Đánh kết được ngay rồi. Nãy giờ cái hơn của phía team Secret đó là họ mở sớm anh. Ok ok. Họ mở rất là sớm. Lên rồi, sớm. Ok ok. Lát nè, không lát nè. Lui ra tới, lui ra tới ơi. Ok ok. Anh tăng 2 hit nữa rồi. Thôi sao anh em ơi. Đủ nha, đủ mega. Ok ok. Không lấy mega, không lấy mega, không lấy mega. Hai lát rồi. Còn hàng tới đâu sao đâu. Rồi ờ, cầm mắt một con ngoài. Nó mà tắt đèn là mở nha. Rồi. Đánh nè. Cứ ăn đi. Ai đang lấy nổ, ai đang lấy nổ. Canh ra đẩy nha anh em, cái Hito canh nhìn vị trí. Ok ok, đang nhìn, đang nhìn. Ờ, mắt giờ. Canh ra đam mày đứng trong đây, được đam đấy anh em, đứng trong đây ra. Thôi mở luôn, mở luôn. Anh có nú. À, Penguin mở mấy pha được quá. Chết gần rồi, Anh nú cho em giáp quay lại nè. Anh hết lát rồi. Nè hết lát luôn. Dí đi anh em đừng để chạy. Dí đi anh em đi rồi. Ok ok. Bắt đầu. À đợi nó mất bị mất lát rồi nè. Không lát luôn, mất không lát. Nè hết lát, nó mất hết 5 lát rồi. Vô đam đi. Hát vậy. Có vậy anh em tự đánh. À cổ mấy thông tin Ballet bây giờ là gì? Em con Kaka nó mở xa nha. Chiến thần côn tim Su Hào hả? Em mạnh nó bắt em. Em mạnh. Vậy ta? Thế kìa. Anh nhìn nè, anh nuốt được á. Anh nuốt được, hầu béo á. Đánh ngốc luôn, chắc đi, ngốc luôn. Rồi, đánh được, anh cản ngăn AD nữa nè. Rồi, đánh lên từ từ. Rồi, đánh lên, bóp. Nhiều khi end từ luôn, mở AD là end từ luôn á. Trời, cái mít chết này, Su Hào, super ta luôn á. Tay mình rờ sao? End luôn. Ok, ok, ok. Nó muốn mở luôn. Do canh mở trước, anh lấy thẻ. Ok, không rỡ anh em. Không có lát. Lấy ngờ mít nó trước đi. Anh em thử à, không sao đâu, đánh rồi. Em còn rờ này. Em đang tăng hết tất cả. Hai, nhìn AD nó, AD nó thôi, AD nó còn đam. Nice show. Nhà, luôn nha. Không, mẹ. Em rờ, đánh từ từ đi. Em mười giây có rồi. AD nó còn rờ nha anh em. Cẩn thận rồi anh, đợi rồi anh. Trời ơi, đóng góp thông tin tốt quá. Mít chưa đây. Mít rồng chắc. Đánh được. Có rờ đánh được nè. AD còn rờ nha, hết 10 giây mới có rờ lận, 10 giây lận. Em mở có đồng hồ, cứ ép hai okay, okay. Mở được thì mở thôi. Dưới. Còn nguyên đời của Daina với lại Yasuo rồi. Đây nè. Trời ơi, Daina Yasuo nãy giờ mở áp lực quá. Hai sao. Anh mới đội hình đại cấp. Hai. Nghe cái câu nói của Su Hào. Sao? Nghe thấy lên được chứ. Anh mấy đội hình đẳng cấp thật sự. Anh ơi. Game 1 mày chấp quá hả? Game 1 lỡ anh. Không, Su Hào ván này côn chiến thật sự. Anh nhớ. Su Hào ván này côn hơi bị chiến. 4-0 cho team Sức Định.